Xin hỏi giáo sư là vì sao người ta lại nói là ngu như bò? Đấy, cứ hỏi đáp như này có phải là ai không? Vâng. À, bò ấy thì thuộc vào họ Bovidae. Vâng. Bao gồm có là bò hoang dã cũng vâng. như là bò đã được thuần hóa. Vâng. Đấy thì khi mà nói là ngu như bò. Dạ. Thực ra là chúng ta phải hiểu rất kỹ về cái từ ngu này. Vâng. Thế nào là ngu? Thế nào là ngu? Đấy, có hai dạng. Một dạ. là ngu ngốc. Vâng. Ngốc nghếch dạ. thì người ta gọi là ngu. Dạ, vâng. Thứ hai nữa, một cái từ ngu này là mang tính chất là bình yên và vui vẻ à, thì người ta cũng gọi là ngu. Dạ, vâng. Con bò thì tôi nghĩ là nó đúng với cái vế thứ hai hơn, tức dạ. là nó là cái loài mà tôi nghĩ là nó có cái đời sống bình yên và vui vẻ. Dạ. Nó ngày ngày kéo xe, ngày ngày kéo cày, rồi đấy, và nó sống rất là hiền lành. Dạ. Đâm ra nhiều người lại tưởng nhầm là nó ngu theo cái kiểu ngu ngốc kia. Vâng. Đâm ra mới nói nhầm. Dạ, vâng. Nhưng tôi cho rằng nói ngu như bò là thiếu. Thế nào mới là đủ ạ? Đủ của nó phải là ngu như bò tót. Sao bò tót nó lại ngu ạ? Thì đấy, anh không thấy bò tót bên Tây Ban Nha nó có cái môn đấu bò ấy. Vâng ạ. Thì là con bò tót là cứ ngục ngục lao vào cái anh đấu sĩ cầm cái áo đỏ này đấy. Vâng ạ. Đấy đấy, xong lao vào xong là cuối cùng nó rút dao nó đâm cho, nó rút giáo nó đâm cho. Vâng thế ạ. Là chết. Thế thưa giáo sư, vì sao bò tót nó lại ghét màu đỏ? Thì màu đỏ là nó cũng đẹp mà, màu giàu năng lượng, vâng cuộc sống. Nhưng vì sao nó lại ghét? Thì thế nó mới ngu. Thế mới bảo nó ngu như bò tót thì khổ quá.